Hello, em Di Cá chào tất cả anh em. Rồi tiếp tục chương trình của tối ngày hôm nay thì robot anh em. Thì robot này em sẽ quay vào ban đêm anh em. Đấy, thì số điện thoại này luôn, đấy, số Zalo và số điện thoại chốt hàng là chốt robot là chốt số này anh em ha. Thì anh em chốt robot gọi số này giúp em, còn hai số kia là em để chốt riêng công cụ anh em. Thì cái này anh em chốt robot nha. Rồi thì cái phần đó là xong, còn cái phần về robot về máy. Đấy thì em giới thiệu luôn hình thức mua bán bên em thì toàn bộ là em bao ship. Đó, con nào chạy thì em bán chạy, còn con nào điếc em bán điếc nha. Đó, còn nào báo lỗi thì em sẽ báo lỗi. Đấy thì em không có bao gì hết, em không có bảo hành đâu anh em nha, chỉ là bao ship bao sóng nha anh em ha. Còn về pin thì con nào không, em không có pin thì em bỏ pin mới cho em test. Đấy, còn như con này em sạc cho anh em luôn nè. Em thấy cục pin li-ion em sạc cho anh em luôn, còn đầu 8 này. Đó chạy ok luôn đó, nhưng mà em không bao giờ đâu anh em nha. Đó, anh em về tự tự sạc tự test giùm em đó, nếu nó chạy được nhiều thì anh em đỡ xài luôn, còn nó mà không nó chạy mà được ít thì anh em đóng pin lại giúp em. Mấy con đe bốt kia cũng vậy anh em, đấy điện mấy con nói em không, em chưa tháo pin luôn, em sạc luôn anh em, thử cho anh em luôn. Đấy, rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con một anh em xem và tham khảo ha. Rồi thì tình trạng thì em cũng sẽ báo rõ từng con luôn em nha. Ở như con này, mấy con này nó kết nối wifi, em không có kết nối một con nào anh em nha, dù chỉ một con em cũng không kết nối luôn. Đấy, không kết nối wifi, anh em về tự nghiên cứu chức năng của nó những cái con này anh em nha. Nói chung là cũng dễ lắm, nhưng mà coi như là em không đủ thời gian để làm anh em test. Một khi đã test chức năng á, là phải test hết. Đấy, còn không không test là không test luôn nè. Rồi thì bây giờ em sẽ quay từng con, còn có con nào báo lỗi thì em sẽ báo cho anh em ha. Rồi, vô con đầu tiên thì em sẽ test một cái con đầu 8 anh em nha. Con này đẹp len ken xà beng luôn. Đấy. Đây nè. Pin rin luôn anh em nha, pin li-ion luôn đó. Con này thì nó nhức cái nắp luôn. Thì em giới thiệu luôn. Đấy, đây cái tường ảo này em bóc vô luôn em nha. Em không có test luôn em. Đây nè. Tường ảo lại lại cái đồng mốt này. Em thấy cái đồng mốt để chữ iRobot thì bỏ vô iRobot thôi. Đấy. Đây. Anh em giờ mua pin tự test nha anh em nha. Anh em mua pin tự test giùm em. Em không có test mấy cái này. Cái đầu mốt cũng vậy, đầu mốt này anh em về kiếm pin bỏ vô ha. Đấy con này đây anh em coi cái mặt của nó nè, sáng gió luôn em ơi, cái mặt của nó sáng gió luôn. Đấy nó hơi bị chạy chạy ngay đây tí xíu nè, còn cái mặt này mức ngược luôn nè đó. Còn đây ở dưới đây đấy, rin hết anh em, bánh xe này anh em coi nè. Đấy, nó bị chóc miếng ngay đây, chóc miếng ngay đây, chắc miếng cái này. Đấy, ok anh em nha, này chổi thì nó bó lại nè, nó bị cong cong này nè. Rồi anh mức mượt mượt luôn. Giờ nhà gỡ con này ra là thấy nguyên luôn rồi. Rồi cho chạy trước rồi nè, bên này em chưa test nó chạy được bao lâu luôn em nha. Đấy, phụ kiện của anh này kèm theo thì chỉ có một cái đầu mốt với lại một cái đồ áo này thôi. Đấy, đó số điện thoại chốt robot giùm em nha anh em nha. Đấy. Anh em coi nó chạy thử như thế nào nha. Bữa nay mấy con đè bốt lâu nhà hơi bị nhiều anh em nha. Con này nay ngày hôm nay em lôi ra những con mà lâu nhà rất nhiều luôn, bao la luôn nè. Con này thì anh em về tự kết nối wifi giùm em nha, con này có wifi. Con này thì đẹp nhất nắp luôn. Rồi ok, cho về đốc sạc đi nè. Đây. Sạc điện 220 nè nha, con này đốc sạc điện 220V. Đấy. Đốc sạc điện 220V. Nghiêm chỉnh luôn em ơi. Đấy. Rồi.
rác của nó đây nè. Đấy, ok anh em nha, hút nghiêm chỉnh luôn. Con này đầu 8 wifi. Đấy, phụ kiện kèm theo là nó có hai cái này. Ok luôn em ơi. Đấy. Phụ kiện kèm theo nha. Rồi con này robot 96 mã đầu tiên của ngày hôm nay. Đầy đủ full bộ này nha, máy pin sạc. Robot 96. Rồi, con này để cho anh em 2.100k. Bao ship cho anh em nha, 2.1 bao ship cho anh em. Rồi. Để em tháo cái rồi em tháo cái bình nó ra cho anh em coi nha. Đây nè, đấy, không biết nó chạy bao lâu đâu em ơi, hên xui. Sạc luôn tí bây giờ cho anh em coi test cho nó chạy thôi, vì em không có cho nó chạy tới 1 tiếng 2 tiếng gì đâu nè. Ừ. Rồi con này thì đẹp vít tô lơi luôn nè. Đấy, anh em về vệ sinh ra thêm cái xíu nữa. Rồi. Robot 90 96 anh em nha. Đó, 96. 96 2.1. Rồi mà. Đó. Rồi, công bộ 96 chắc rồi em. 96, đấy. Rồi tiếp tục, đây là một con D-Bot vừa hút vừa lâu nè. Con này vừa hút vừa lâu nhà anh em nha. Đấy, vừa hút vừa lâu luôn. Thôi bỏ đây đi nè em ơi, nãy giờ em không thấy rồi. Đây, sạc của ảnh đây nè, nó có chữ E nè. Đó. À, tháng 7 năm 2020. Đây, tháng 7 năm 2020. DN622 ở DGM vậy đây. Con này đấy là đây. Anh em soi kỹ giùm em nha. Đây cục sạc qua đây. Anh em chụp màn hình lại. Đời K8. Rồi. Đời N62213. Đây nè. Chính xác anh em nha. Rồi. Pin rin anh em. Pin sạc cho nó chạy. Thế tôi tạm. Nãy giờ đang chạy ngon. Sạc điện 220 nè, con này sạc 220 nha. Đợi xíu nó khởi động nó chạy nè, con này có kết nối wifi nè. Kéo vào phía sau này nó hơi bị ố vàng tí xíu nha. Con này chạy nó hơi kêu ù, nó ù tay anh em nha. Thì con này thì anh em giờ kết nối điện thoại xong chỉnh giờ của nó khi mà anh em ra khỏi nhà đi làm á, đợi nó nhà nó lâu thôi, nếu mà anh em mà đợi ở nhà là anh nghe mỏi đâu. Đấy, pin rin luôn anh em nha, em không có tháo ra mà em coi cái pin luôn, pin rin luôn, nguyên vàng đeo bóp luôn nè, nay 4 năm còn nhiều lắm. Không hút nút không được này nè, đấy con này hút không được nha, chổi nè gãy một cạnh này nè, đấy gãy một cạnh. Con này không thấy nút vô anh em nha, đó, không thấy hút vô nha, đó, nó còn nguyên nha anh em, không thấy hút được.
Rồi e compact. Bánh xe thì ok, chỗ gãy một chân rồi nha. Máy thì vẫn chạy bình thường anh em nha. Đó, sạc thì vẫn vô, pin thì pin rin luôn. Đây anh em coi nè, em không tháo luôn anh em, mà không tháo cái ốc ra luôn á. Rồi đây là 6213 Martin China, chạy ok anh em nha, nhưng mà hơi ùn tí xíu. Con này kết nối wifi anh em ạ, hơi ùn tí xíu đấy, cái này nó hơi bị ố vàng này nè. Đấy. Anh em coi lấy chấn nó lên nè, không chạy nữa. Rồi con đê có vắt em này, nó không hút anh em nha, anh em coi nó không hút được nha. Đó, nó không hút được, nó không hút giấy được, chắc em rải gạo xuống quá, nó hụt gạo hụt lúa, nó hút nên nó dở. Rồi con này không hút được đấy, tình trạng nó là như vậy. Nhận sạc anh em nha, đấy, nhận sạc bình thường, điện 220V. Rồi điện 220V anh em. Đây full bộ nè. Rồi con này để cho anh em nó có lâu chứ, quên con này nó có chức năng lâu nữa nha, lâu nhà luôn nè. Đây nè, không phải đâu có lâu đâu, không có lâu nè, không có lâu nha. Con này chỉ hút thôi à, nó bị thiếu cái lọc đó, nó bị thiếu một cái lọc nha, thiếu một cái lọc lọc bụi. Rồi ok, con này để cho anh em ủ ba nha, ủ ba đề bốc đấy, hút thôi anh em, có kết nối wifi nha, 1.300.000. Rồi mã 97, robot 97 nè nha, 1.300.000. Đấy, robot 97. Robot 97 1.300.000 đấy, máy và sạc anh em ơi. Pin rin. Đấy, ok nha, 1.300.000 bao ship cho anh em. Robot 97. Rồi con này nè, nó mới có hút nè anh em. Nó có lâu nè, đó. Đề bốt này, nhưng mà con này nó sạc điện 100V nha. Con này là sạc pin 100 anh em. Đây. Sản xuất tháng 7 năm 2018. Chính xác là tháng 7 năm 2018 luôn em. Đây. Tháng 7 năm 2018. Đây là cái tem của máy nha. Bây giờ em sẽ qua cái tem của sạc. Đây. CH130A. CH130A chính xác đấy. Ok anh em, sạc điện 100V nha. Thì con này nó có lâu rồi anh em ơi, con này nó có chức năng lâu nha. Con này nó gãy một chổi rồi. Đây. Đây lâu nè. Nước. Đây là có chức năng lâu nhưng mà nó không có cái miếng đệm ở dưới ha. Đấy, không có miếng đệm ở dưới. Còn đây hộp rác của anh đây, hộp rác ở trên. Năng lâu ở dưới. Đây con bắt này có wifi anh em nha. Đấy, con này nó cũng có wifi luôn nè, Dealbox EcoBuds. Đây. Gãy một chổi nè, bánh xe thì ok, nghiêm chỉnh. Gãy một chổi rồi. Con này chạy êm nè anh em, vừa hút vừa lâu nha. Con này là ok luôn, vừa hút vừa lâu. Sạc điện 100V anh em lưu ý kỹ nha. Con này sạc điện 100V nha. Này quét hai chổi, vừa hút vừa lâu. Mấy cái này nó ố vàng anh em, giờ xử lý cho anh em ha. Nó to luôn anh em nha, nó to y như con iRobot đấy. Y như iRobot. Sạc điện 100V. Này em cứ bấm sao cho nó về được anh em nha. Anh em kết nối điện thoại bấm cho nó giờ nó được. Đấy, sạc pin, nhận sạc đàng hoàng. Đó, pin rin hết. Nói chung là toàn bộ anh em ha. Rồi con này robot 90
8. Robot 98 thì con này vừa hút vừa lau chạy ok. Rồi có thử mấy giờ rồi. Nếu mà không đúng sạc nó là không bao giờ nó rơi được. Ok. Đây. Nó có rác rồi anh em. Nó có rác rồi. Này, hơi dơ. Đấy. Đây em ơi, có rác đầy đủ ha. Đấy. Rồi, con Debot này vừa hút vừa lau là ok luôn em nha. Đấy. Điện 100V. Con này sạc điện 100V pin nha. Rồi, em này đợi cho anh em 1.600.000 anh em nha, 1.600.000. Robot 98. 1.600.000. Đấy, 1.600.000 dành cho em nó luôn nha. Đấy, dành cho em nó. Ok, điện 100V anh em lưu ý kỹ giùm em nha, điện 100V. Đấy. Gãy một cái bên chổi rồi, bánh xe thì ok, gãy một bên chổi rồi. Có wifi đàng hoàng đấy. Rồi nó to lắm, nó to hơn con iRobot luôn nè. Đây nè, to hơn con iRobot luôn. Rồi tiếp tục là một con lau nhà nữa nè, cho anh em có sự lựa chọn nè. Đấy, một con lau nhà đây, cũng là điện 100V và nó cũng là Debot luôn nè. Đấy, điện 100V và nó Debot là pin rin luôn nè, còn nước luôn nè, nó cũng là một con lau nhà luôn nè. Đấy, một con lau nhà thì đây, đây là cái tem của nó đây, CH1822. Ồ, cái này không phải rồi, cái này không phải sạc rồi, cái này không phải sạc của nó rồi anh em. Đợi lại, đợi lại, đợi con này lại đi. Đấy, đợi con này lại, không phải sạc của nó đâu. Đây em tìm lại. Rồi đây một con LG Phi, chơi luôn em, LG Phi nha, LG Phi Pro 11S, LG Phi 11S. Đây, mới cáo luôn em. Bánh xe nè, đấy, ok hết luôn. Thì con này em chưa có sạc luôn em nha. Con này thì em không có chỗ mà để sạc nhiều đâu em. Đấy, sạc mấy con mà ít ít thôi. Còn mấy con này thì anh em về tự sạc cho em. Đấy. Đến em test, thay pin em test cho. Đây pin đó anh em ơi, pin li-ion xíu rồi. Đâu pin nó hơi cứng anh em nha, pin của em nó hơi cứng, nó vô to quá anh em ơi, không rớt được. Nó cao quá, nó cao lên. Cho chắc chạy được thôi chứ không hút được anh em à. Nó chậm. Màu đẹp nha. Con này màu đẹp. Thôi, con này chạy hơi bị bố láo rồi anh em à. Đó, con này chạy hơi bố láo nha. Rồi chạy thì có chạy đó, nhưng mà chạy hơi láo tí. Đấy. Chạy hơi lâu tí nha. Đấy, nó chạy hơi lâu tí nè. Đúng sạc nào vàng, robot bắt 11S anh em nha, 11S chứ không phải là 11, hai loại khác nhau. Rồi, chỗ chiếc bánh xe đẹp. Con này chỗ chiếc bánh xe đẹp ha. Chạy nhưng mà chạy tàu lao anh em nha. Con này nó chạy tàu lao á. Rồi, ráp bình kim lại. Nên về dọn nó nha, chứ còn con này mua về xài luôn thì không có, không được đâu nè. Con này bình rin nó cũng chạy nè. Con này bình rin nó chạy luôn. Con này bình rin nó chạy luôn nè. Em ráp lại xong. Nãy em không bật công tắc á.
Đấy, bình tĩnh chạy luôn. Con này chạy láo láo một tí nữa nha. Đấy. Rồi, ok, nhận sạc đẹp robot vắt 11S anh em. Rồi, con này để cho anh em 700 nha. 700k sạc luôn. Đó, Elfi robot 99. Đấy, robot 99 700. Bao ship rồi anh em nha, hàng bên em là em bao ship rồi, robot 99 700k dành cho em nó luôn. Đấy. Đây tiếp tục con Elfi đây nè. Elfi này trắng tinh luôn nè mọi người. Con này robot vắt 15 sợi. Thì cái con này thì nó là có kết nối điện thoại đàng hoàng anh em. Con này có wifi nha, đời cao có wifi. Chổi chiếc bánh xe nè, nghiêm chỉnh luôn, con này đẹp lắm. Đó. Robot vắt 15 sợi. Ok nha. Hai con nó xài chung chân binh nữa em ơi. Đấy. Con này trắng đẹp lắm nè, anh em nào thích màu trắng nè con này. Đấy, chạy dễ thương rồi. Đó. Con này anh em về tự kết nối điện thoại giúp em nha. Rồi, ok. Đấy, hút độc một bọt rác luôn rồi. Đây. Hút bọt rác luôn nè. Ok nha. Hút. Ngon lành cành đào. Rồi, con này có kết nối wifi. Đấy, anh em về tự kết nối wifi giùm em. Nhận sạc bình thường. Đó. Rồi robot 100. Con này trắng đẹp luôn em nha, con này Victor luôn. Rồi, 1.400k dành cho em nó luôn. Để em coi thử em tháo bình thạch bình ra coi thử nó có kích nào nè. Đấy. Nhiều khi bỏ bình vô xong cái là nó kích hoạt máy lên nè. Robot rồi nhỉ. Đấy, giờ anh em sạc ha. Đấy, nhận sạc bình thường, wifi lên anh em nha. Đấy, robot 100, 1.4 triệu. Con này đẹp lắm anh em ơi, con này đẹp lắm. Dính cái gì vậy? Ok. 1.4 triệu. Máy pin sạc anh em. Rồi, robot 100, 1.4 triệu đi luôn. Rồi, tiếp tục con này là một con Elfi anh em ơi. Đấy, đây là pin của nó đây. Thay pin vô để test anh em ơi. Highlight á, highlight. Sạc sóng anh em nha, sạc sóng.
một con eyeline. Con này 2 chổi anh em nha, con này nó xài 2 chổi. Đây, hút ok anh em nha. Đấy. Con này hút ok luôn. Nhận sạc đàng hoàng, ok, nhận sạc ok nha. Thì con này nó có một nút thì em không có biết bấm cho nó giờ á, nó có nút 1 à. Đấy. Thì chổi chiếc hai chổi ok luôn. Đây. Bánh xe nhìn chỉnh. Là con này nó là A4S anh em nha. Đấy, A4S, đây sạc của A4S chính xác. Đầy đủ anh em ơi. Rồi con này mã số như là 101 101 mã robot 101. Mấy con này thì nó nhẹ tiền anh em nha. Đó, con này 580k. Đấy, nhẹ tiền anh em về nghiên cứu xài nó là nó ok anh em. 580 full bộ, đóng pin nó cũng nhẹ nhàng luôn em, pin nó cũng nhẹ tiền. Đấy, pin nó còn nhỏ đây. Máy pin sạc đây anh em. Đấy. Rồi, để mượn lại cho cục adapter này. Máy pin sạc anh em ơi, đó. Đầy đủ nha, có dây adapter đàng hoàng luôn, nhưng mà em mượn lại để em test mấy con sâu gắm tới gắm luôn nó lòng cà lòng còng á. Rồi 104 580k. Mã 104. Từ. Chỉnh cam này tôi. 104 đây nè, 104 nha. 104 508. Đấy, bao ship bao phí vận chuyển về đến nhà cho anh em ha. Rồi, tiếp tục là một con Cobro. Đây. Cobro anh em. Đấy. Chạy đi em. Điện 100V anh em ơi, nó là sạc của Toshiba anh em. Đấy. Cobro anh em ơi, sạc điện 100V nha. Đấy, Cobro đây. Em nói đây. Nó sạc của Toshiba anh em. Nãy giờ em sạc pin rin luôn á. Siro, nó là cũng kiểu của Toshiba thôi. Nhưng mà nó đợi chữ Siro. Rồi ok anh em, từ từ này. Sạc điện 100V anh em. Bấm sao cho nó giờ đây, từ từ. Nó có cái nút này là bấm cho nó giờ nè. Cái này gỡ cái gỡ ra luôn ta. Này nó bị hở cái nắp này anh em ha. Đấy, hở cái nắp này ra rồi. Ờ, lấy ra luôn này, lát nữa tính sao. Đây. Đây. Bấm lên nha. Đấy, từ 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 từ. chưa gắm sạc đưa cái tiếp theo đây anh em, hành chỉnh cam lại cái từ từ sạc điện 100V anh em nha. Đó, còn kia nó cậy kìa, sạc điện 100V. Ok anh em nha, con này nghiêm chỉnh. Đấy. Rồi, con này nó bị gãy cái nắp ngay đây. Gãy nắp ngay đó nha. Rồi, để em này cho anh em là gãy cái nắp ngay đó. 850 bao ship nha, Siro.
Robot 101. Robot 101. 850 full bộ anh em nha. Con này đấy, máy pin rin, pin của ảnh luôn. 2016 Daikin gì này. Nó như kiểu Toshiba, Panasonic anh em ơi. Bánh xe nè, hai chổi vẫn còn nha. Hai chổi nó vẫn còn, bánh xe đây, nghiêm chỉnh. Rồi. Quên coi hộp rác này nha. Ngốt vô đường tí xíu anh em nha, nó ngốn dưới rác ở đâu rồi hết rồi. Đấy. Rồi, anh em giờ nghiên cứu luôn nha, ngốt vô đường tí xíu thôi. Ok, sạc điện 100V anh em nha, cục sạc đây nè, đó, sạc điện 100V. Rồi, đi luôn. Siro. Đây. Rồi, robot 101 850. Máy pin sạc. Pin pin luôn. Rồi, tiếp tục là một em D-Box anh em nha. Con này D-Box nhưng mà không có kết nối Wi-Fi anh em. Con này không có kết nối Wi-Fi nha. Đấy. Con này sạc điện 100V luôn em, sạc pin nha. Đó. Sạc pin điện 100V. Con này chạy giật thật lui nè. Chạy giật thật lui nha. Chạy. Đấy, pin rin anh em nha. Nhưng mà con nó chạy nè. Chạy giật thật lui nè. Đó. Chạy chút xíu đứng à. Nó chạy giật á. Đó. Chạy lui nè em ơi. Rồi ok luôn, con này để cho anh em, con này 650 bao ship cho anh em giờ dọn ha. Đây nè, sạc của nó đây. Cục sạc cũng đẳng cấp luôn em. Đây. Tháng 4 năm 2017. Đấy, tháng 4 năm 2017. Ok ha. Đó. Phía sau còn mấy kinh skin luôn nè. Rồi 750 anh em nha. 750k dành cho nó sát luôn. Robot 102 750. Đấy, 750k dành cho em nó nha. Robot 102. Rồi, pin rin luôn em ơi. Pin rin sạc rin ha. Robot 102. Rồi, tiếp tục. Ây da, đây. Rồi, thì bây giờ em sẽ qua cái dòng iRobot anh em. Đó, iRobot đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8. Đấy, rất là nhiều. Còn bây giờ phía sau em hết chỗ luôn em ơi, đặt giờ không kịp luôn. Đấy. Ủa, lộ mã tùm lum hết rồi. Từ từ anh em ơi, để em coi mã lại, nó lộ mã tùm lum hết rồi. Rồi, con này là con 531 anh em nha, con 531. Thì đây bánh xe này nói chung là nó đẹp thôi. Đấy. Mặt trước thì nó là màu vàng đấy. Thì em mới gắn chổi nè, cho nó chạy gắn chổi giờ cho thử cho nó quay. Rồi chổi quay bình thường nè. Chổi quay bình thường ha. Chổi đang quay bình thường. Để em kiếm rác em bỏ vô anh em ơi. Mà em kiếm cái gì mà nó rác rác, cái rác gì mà nó hột hột mà nó cứng cứng. Hút cho nó nhanh. Con này hình thức thì nó đẹp á, nhưng mà cái mặt nó nè, nó cái mặt kính á nó hơi xấu. Thì con này anh em về, nói chung là mấy con này anh em về
nhiều anh em dán đời can anh em. Anh em nhiều anh em dán đời can xong chụp hình qua nhìn robot em coi mất luôn cái hình dạng ban đầu luôn, đau đẹp luôn. Mấy anh em giờ dán đời can đau đẹp. Đấy, thì con này nó trong cái dòng phân khúc rẻ anh em nha, con này rẻ tiền. Đấy, anh em kinh tế nhắm vô những con này ít thì là xài vô con này anh em. Đấy, nó cũng ok nhưng mà nó không có dòng những cái chức năng. Rồi ok, về đắp cái đi nha. Đây pin rin của anh đây anh em, này em ngồi sát vô này em quay cho anh em coi cho dễ nè. Đấy, pin rin anh em ha. Rồi chạy không báo lỗi báo gì đâu nha. Rồi con này robot 103. Đấy, robot 103. Đó, con này thì anh em về vệ sinh quan phát là xài được nè. Đấy, pin thì anh em về tự sạc giúp em nha, con này pin anh em về tự sạc giúp em, máy pin và sạc. Đấy, để cho anh em con này robot 103 đó, 780k bao phí vận chuyển về đến nhà cho anh em ha. Đấy, máy pin sạc đầy đủ combo nha, nhưng mà em không bao pin thôi. Đấy, ok, mã 103 780 nha. Đây, tiếp tục con này 104 đầu năm 27 anh em nha, con này đầu năm 27. Đấy, được có một cái là nó đẹp năm 27. Năm 27 anh em ơi, bánh xe nè. Em nói là riêng cái lô hàng này về sống chết thì em chưa biết, nhưng mà nói về cái mặt mũi thì nó rất là ok luôn. Hình cái hình thức bên ngoài đấy, nguyên cả lô luôn nè, rất là ok luôn. Còn chết luôn. Nó nói cho đã rồi, giờ chết luôn rồi. Đấy, kệ đó anh em ơi, miễn sao mặt mũi hình thức phụ kiện nó đẹp là được. Cho dù sống chết thì cái đó là cái số rồi. Đấy, lô nào nó cũng có con sống con chết hết á, không có con nào mà nó chết hồn, nó hết hồn tồn 50% sống 50% đâu nè, hên xui à. Đấy, sống nhiều thì mình có lời, còn sống ít thì chịu. Đấy. Sạc vô pin anh em nha, nhưng mà nó không lên nguồn. Đấy, nhiều khi cái điểm tiếp xúc pin nè mấy anh em chỉ à, mấy anh em chỉ biết à, nhưng mà để em coi thử. Đấy, tháo pin ra xong rồi ráp pin vô lại cái điểm tiếp xúc pin anh em. Con này 527 vụ kiện đẹp nha. Con này mà anh em về lấy phụ tùng hoặc là anh em dọn đường đấy, em thầy thợ về dọn pin mới sạc. Chú chà cái chân pin rồi, từ từ anh em ơi. Đó, cái chân pin này thì bao dơ luôn nè. Đấy, bao dơ luôn. Bao dơ cho anh em luôn. Rồi đưa cục pin khác cho anh ơi, đưa cục pin mới ơi. Đấy, ok luôn em nha. Em có dọn máy đâu anh em nha, anh em cứ yên tâm. Đấy, lên rồi anh em, không có chết đâu, từ từ. Cứ từ từ. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều luôn, anh em chỉ cho em từng tí một. Đó, nhiều anh em khách hàng lâu năm của em chỉ cho em từng tí một luôn. Ok. Chạy nè, thấy đó. Đấy, mà chạy lui nè, chạy thôi nhưng mà chạy lui. Đấy, miễn sao chạy là được. Đấy, có chạy là được nha. Rồi ok chưa anh em, có chạy là được. Đấy, rồi chạy là được rồi. Đấy, em bán sát nha, con riêng con này em bán sát. Đó, mặt mũi đẹp nè, không có chổi nào, bánh xe y như là mới cáo luôn nè mà. Đấy, rồi con này để cho anh em ba sĩ anh em nha. Robot 105, hồi nãy em quay lộn mã 104 rồi, giờ bỏ mã 104 nha. Đó, con này 105, robot 105,
300k đấy, không có sạc anh em nha. Con này sạc thì mắng sạc, này mắng không sạc đấy, không sạc không pin luôn đấy, con này không có pin luôn anh em nha, con này pin đóng của em đấy, không sạc không pin, 300k máy chạy lui đấy, 300k bao ship rồi anh em ơi, bao ship rồi, này là mấy miếng giấy thôi anh em, giờ đánh ra cái mặt này, mặt xanh này đẹp này, 300 anh em. Rồi tiếp tục là lên cho hết đầu năm luôn em, lên hết đầu năm luôn. Đấy. Tiếp tục à, có chổi vô này, để ráp cái chổi vô, con này chạy thì ráp cái chổi vô thử nó có quay không em, cứ làm từ từ kinh nghiệm xong là test đâu vào đó đàng hoàng cho anh em về. Đấy. Sạc iRobot toàn bộ là điện 220 anh em yên tâm nha, chạy không tướng. Rồi bánh xe nó cứng ngắc luôn rồi. Rồi bánh xe nó cứng ngắc luôn nè, giờ chỉnh bánh xe lại nha, đây nè, không quay được luôn em ơi, không quay được nha, bánh xe không quay được luôn, bánh xe này không quay được, nhưng mà máy vẫn chạy bình thường này. Đấy, con này đời 2011 đấy, cái chỗ vẫn quay nha, bánh xe chạy không nổi, con này dễ dọn lắm nè, đó con này anh em dễ tháo bánh xe ra dọn lại là ok luôn đó, bánh xe nó bị kẹt cứng cái gì đó. Rồi con này sát luôn em nha, con này để cho anh em là 680k full bộ, ok chưa nè, 680 full bộ, máy pin sạc đây nè, máy pin sạc robot 106 đầu năm anh em nha, robot 106 106 đấy, 680k dành cho em nó luôn đấy, nhận sạc bình thường anh em ha, coi thử nó có báo lỗi không, đấy nó nhận sạc bình thường. Robot 106 680k dành cho em nó nha, full bộ máy pin và sạc, rồi ok cho đi luôn đấy, thay pin này. Rồi con tiếp tục con màu hường này anh em, con màu hường đấy, rồi nhận sạc ok nè, con màu hường này nó chuẩn bị 20 tháng 10 rồi anh em ơi, đấy, giờ tặng vợ này nè, màu hường con này đời 2011, cô nó gửi chổi luôn đi, cắt cái chổi vô lại, từ từ cuộn ốc nào rồi, đây ráp cái chổi cho con này anh em, con này hình như là con đầu năm nữa là hết rồi, còn qua đầu sáu nè, đầu sáu nó rất đẹp luôn nha, đầu sáu còn đời cao không. Đấy cái chổi này nó cũng cong cong quẹo quẹo một tí, đi ra kia gì nữa, pin để làm lại mấy cục pin này anh em, con này hút chuẩn luôn anh em ơi, em thấy nó hút một phát một là sạch luôn rồi, ok này, hút một phát một là đi luôn, test dễ chủng như anh em ơi. Rồi robot 107 rồi, bình luôn. Đây cục pin màu tím nè anh em ơi, đấy cũng có pin màu hồng bỏ cho anh em luôn, pin màu tím đây, ok nha, full một bộ nó như thế này đó. Con này đầu năm này nó cũng hơi vàng vàng thôi nè, này nó cái màu nó khác hẳn, đây màu trắng, đây màu vàng, đây màu hồng. Chạy ok. Rồi coi thử nó hút được chưa.
luôn đấy. Rồi em này thì để cho anh em đây có chổi 780k nha, 780 đấy. Robot 107 780k bao phí vận chuyển về đến nhà cho anh em một con đầu năm, ok đẹp. Rồi, ok đi luôn đó, robot 107 780 anh em. Rồi, đi. Rồi hết năm rồi anh em, giờ qua 6 nha, 6 nguyên một dàn 6 nè, nguyên một dàn 6 luôn. 6 này là đời 2016, 6 đời cao anh em. Này bánh xe này nó cũng hơi xấu xấu một tí anh em nha. Đây, cái bánh này nè, có cái bánh này hơi xấu một tí. 625 625 625 Rồi lại dòng phân khúc trung bình đó. Vừa túi tiền anh em. Rồi xong chạy, coi chạy coi chạy coi chạy, lạng lách đánh võng à, mới vô hơi ngáo một tí anh em nha. Mới vô nó hơi bị chưa quen địa hình nữa anh em. Đấy, cô nó quay xe ok á, con này bây giờ là cái giá thợ cho anh em về dọn nè. Đấy, rồi máy pin sạc anh em, nó hút ok rồi đó, nhưng mà chạy lâu lâu thôi, ngáo ngáo một tí anh em nha. Đấy, nó chạy thì ok nè, nhưng mà lâu lâu nó ghéo một phát, nó đánh lạng lách đánh võng tí nữa, lâu ngày nó cũng có bắt mắt dây thần kinh nó một tí. Con người mình nhiều đôi khi nhiều ngày còn mắt chỉ robot. Đây đấy, bao la luôn đấy, hút mấy cái đồ to to đó cứng cứng nghe thấy nó sướng. Rồi về đây em, con này anh em thợ dọn lại nha, chứ để mà anh em về xài luôn thì không xài được anh em đó, về xài luôn là không xài được nha, bắt buộc phải dọn lại. Rồi con này để cho anh em 850k bao phí vận chuyển về đến nhà cho anh em nha. Đó, 850 xí giấy hơi dài nha, mà robot 10 số mấy rồi, 108 850k full bộ. Rồi ok anh em, giờ dọn nha, anh em mua giờ xài không có xài được đâu anh em ơi, lâu lâu nó chạy ngáo ngáo được giật nha. Rồi robot 108 850 nha, 850k một em đầu 6 đời cao nè. Đây 2016 nha, nhưng chạy bắt mắt tí. Đấy. Rồi 850 full bộ nè. Rồi tiếp tục con này đời 2017. Đó. Đây 2017 nè. Đầu 6 nhưng mà 6 2017. Đây 627. Đó. Bánh xe nè, mức ngược luôn. Ok ha. Hơi dơ thôi. Rồi. Từ từ anh em ơi, cái con này nó phải lâu cái con mắt nó lại nè. Rồi nó đen thui luôn, sao bây giờ ơi. Đây. Được. Mắt nó đen thui luôn anh em ạ. Này nè. Giờ ẩn luôn anh em, giờ vệ sinh lại cái phần này nha, không ấy nó chạy rớt cầu thang á. Đấy, con này chạy rớt cầu thang anh em nha. Giờ tháo vệ sinh lại để em test cho, rồi anh em thợ về làm lại. Anh em nào không biết làm đừng có lấy con này nha. Đấy, đời cao không. Đấy. Sạc nó cũng khó vô luôn nè. Coi thử cái trong nó như thế nào. Đây.
lấy lên hai cục pin mới mới hồi sáng mới đưa. Rồi, con này sạc luôn nè, sạc cũng không có gì, có dù. Đấy, nó không ăn sạc luôn nè ông ơi. Đấy, không ăn sạc luôn nha. Con này không ăn sạc luôn. Sáng mới đưa hai cục bán hết rồi. Rồi xong luôn, không ăn sạc. Rồi con này đời cao nè, đời 2017 nha. Đây, đó. Rồi anh em về dọn đi. Đấy. Sạc không có sạc anh em nha. Rồi anh em về dọn, anh em về mua. Robot rồi. Từ từ. 109. Robot 109. Rồi 370k bao ship về tới nhà cho anh em. Đấy. Máy. Máy pin sạc anh em nha, đó, con này. Robot 109. À quên, máy pin thôi anh em, không sạc nha, không sạc lộn. Không có sạc anh em ơi, đó. 370 sạc thôi. Rồi ok, anh em về dọn lại ha. 109 370. Rồi đi luôn. Rồi, tiếp tục. Con này đời 2016. Em này đời 2016 nha. Màu 625, màu đen. Đây, bánh xe đồ nghiêm chỉnh anh em nha, bánh xe là nghiêm chỉnh luôn. Đấy, bánh xe nghiêm chỉnh. Con này, mấy con này thì nó chỉ có hút thôi anh em nha, chứ nó không có đâu đâu nè. Mấy anh em mà mới chuẩn bị mà mình mua robot á, thì anh em đang tìm hiểu á, thì những con này nó chỉ có là hút thôi, còn mấy con đầu tiên á là nó lâu anh em nha. Mấy này chỉ hút thôi. Con này chạy ok nè. Một phát một là hết luôn nè. À, được rồi, nhiêu đó thôi. Đây. Ok. Đấy. Đây, pin của anh đây nè. Đấy, pin này nó hơi xấu anh em nha. Đó. Pin này nó hơi đóng tèn tí. Đấy. Rồi anh em giờ mình xin đóng anh là bỏ vô sạc, đóng bình lại nè, không báo lỗi nha, con này không báo lỗi ha. Đây, rác bao ra luôn, nguyên cục rác này đẫm dục nha này mày, giờ quá túi lọc khí rồi, coi như là ok mình chỉnh hết. Rồi máy pin và sạc anh em nha, con này rồi con này để cho anh em 1.100k nha. Đó, robot 1.100k dành cho em nó luôn, robot 1.100, 1.1 triệu luôn em nha, bao ship nha. Đó, y như vậy làm gửi về anh em ơi, robot 1.100, 1.1 triệu bao ship cho anh em. Rồi, đợi xa xa ra tí xíu nè. Rồi ok. Robot 1.100, 1.1 triệu luôn. Rồi tiếp tục. Con này đầu 7 nè nha, giờ qua đầu 7 đi. Qua em đầu 7. Ai. Con này đầu 780 hơi chày ngay đây tí anh em nha, hơi chày ngay đây nè. Đó, hơi chày ngay đó. Đây, pin của anh đây. Nó hơi chày ngay đó nha. Con này 780 cảm ứng anh em nha, hơi chày ngay đây nữa nè. Đấy. 780 cảm ứng. 780 là ngày giờ phút giây nó nằm ở trên này, nó là màn hình cảm ứng anh em nha, không phải là xài cơ đâu. 770 và 760 là xài cơ.
đầu bảy em cũng gần hết luôn, còn có vài ba con rồi nè, nó cũng chạy chạy số 6 rồi. Này nó hơi kêu kêu cái chỗ ấy sao á. À, cho nó về đi nha. Này nó hơi kêu kêu một tí nha. Nó hơi chạy cái này nha, nó chạy cái này. Rồi nghiêm chỉnh luôn. Rồi con này nó hơi chạy chút xíu, đầu 7. Ok, máy, pin và sạc. Rồi robot mã robot 111. Robot 111. Rồi 1.250k bao phí vận chuyển về tới nhà cho anh em nha, 1.250. Đây. Đấy, rác đầy đủ nè nha, hả? 1.250. Rồi ok luôn. 1.250k dành cho em nó. Đây nó vẫn còn đây nè. Màn hình cảm ứng anh em nha. Con này riêng con này màn hình nó là màn hình cảm ứng và nó cũng hơi chạy chạy một tí xíu. Trên này robot 111. Đấy. Bánh xe chổi thì ok. Đấy. Chổi là chổi mới anh em nha. Đầu 780 màn hình cảm ứng. Này con này anh em giờ vệ sinh qua phát là xài được nè. Ok nè. Đấy nhưng mà hơi chạy chạy ngay đây xíu nè. Rồi, robot 111. Đây máy pin sạc nè, pin chợ ở trong máy là pin mới nè nha, pin mới là pin của em. Đấy, robot 111 1250k. Rồi tiếp tục là một con đầu 7 đây. Con này thì nó hơi xấu một tí nè, con này hơi xấu một tí cũng là đầu 780 luôn. Đó. Hơi xấu một tí. Lỗi nè, con này lỗi 780 lỗi. 780. Con này hàng lỗi anh em nha, lên nguồn không chạy. Đấy, con này lên nguồn không chạy thì anh em về nghiên cứu. Đó, dọn nó lên nguồn không chạy. Đấy, đó chạy rồi đó. Đấy, vẫn chạy bình thường nè. Rồi chạy rồi đó. Đôi khi phải kích nó lại cái nó mới chạy sao á. Rồi mấy con này anh em thầy thợ về dọn ha. Chạy. Đấy. Rồi con này nó chạy cũng hơi nhiều anh em nha, con này nó chạy cũng hơi nhiều đó, chạy cũng nhiều, hút thì được nha, con này hút được luôn đó, con này nó hút được. Đây rác không nhưng mà nè, đấy giờ đốc sạc thì nó cũng đấy. Lỗi anh em, lỗi anh em nha, con này lỗi đấy. Rồi nhận sạc thì nhận sạc này, con này anh em thầy thợ lấy về dọn thôi nha, đừng có anh còn anh em lấy xài đừng lấy nha. Rồi con này robot 112. Robot 112. Rồi để cho anh em con này 1 triệu lỗi 1.100k. Đấy, lỗi anh em ơi, 1.100.000 bao phí vận chuyển về đến nhà cho anh em ha. Đó, nãy giờ tình trạng anh em cũng thấy rồi đó, bị lỗi ha. Rồi, từ điểm phóng to cái camera lại nghe nào. Rồi ok, 1.100k. Đấy, robot 112 1.100.000. Ok nha, đấy, bình của nó rồi. Đây. Máy pin sạc anh em. Đấy, máy pin sạc nha, 1.100k robot 112 11. 1.100k đi luôn. Rồi con đầu 7 cuối cùng.
là mình chuyển qua đầu 8 anh em ơi. Đấy, con này cũng hơi dơ hơi xấu nữa. Rồi, cái khăn rồi. Cái khăn lâu phát rồi, nhìn gớm quá nha. Hơi dơ nè, con này hơi dơ nha. Rồi. Không điếc luôn rồi anh em ơi. Không điếc rồi. Con này điếc nha, điếc. Cho chạy giờ xong lắm nó chạy như con kia. Con này nó mát luôn. Đấy. Con này đầu 780 anh em nha, đầu 780 chạy thì chạy rồi đó. Nhưng mà lỗi nè. 780 nha. Đấy. Rồi con này chạy lỗi. Chạy nhưng mà lỗi. Đấy, nó chạy giật anh em. Rồi con này thì nhận sạc nha. Rồi con này full bộ. Máy, pin và sạc anh em. Con này nó hơi xấu anh em à. Rồi hình nó lát lắm rồi. Đó, lát rồi. Rồi 950 full bộ anh em nha. Robot. Một một ba 950k robot 113 950 sát luôn anh em ơi. Đó, đây bình ở đây. Đấy, nãy anh chưa đem bình ra bình đây nè em ơi. 113 950 chạy tao lao này nha. Đó, anh em về dọn rồi. 113 950 máy pin sạc nha. Con này đủ máy pin sạc luôn. Đó. Rồi ủa còn đầu 7 hả? Đây đầu con này đầu 770 nè. 770 nha, đời 2012. Đấy, nó bị cái đầu này nó bị mất cái núm nè. Đấy. Nó bị mất cái núm 780, nó bị mất cái núm này nè. Con này đầu 780 nha. Ủa cái nắp này nắp 770 anh em ơi. Cái nắp này không phải nắp của nó nha. 780 nó mới có màn hình cảm ứng anh em ơi. Nắp này con này con lai anh em ơi. Đấy. Này con lai. Đó, rồi cái này nó bị xấu nè, xấu cái nắp nha, này xấu cái nắp. Để sơ sơ ra đây tí xíu. Đó. Bị xấu cái nắp đây. Đấy. Lên nguồn rồi. Đấy. Không chạy nè nha, con này lên nguồn không chạy. Hình thức thì còn đẹp lắm. Hình thức còn đẹp. Đấy. Rồi, máy pin sạc, hình thức đẹp nha. Rồi, con này để cho anh em lên nguồn, hình thức đẹp. Đây, pin đây. 900 luôn nè. Sạc 900k, máy pin sạc full bộ bao ship anh em nha. Rồi robot 114. 900 đấy. 900k bao ship sạc luôn. Máy pin sạc anh em ơi, đầy đủ nha, full bộ. Đấy. Full bộ. Rồi robot 114 900. Rồi tiếp tục con đầu 6 anh em, đầu 6 nè, con này. 641 anh em ơi. Đó. Bánh xe thì nó cũng còn gai. Bánh xe còn gai. 641 con này đời bao nhiêu đây? Từ 2010 đến 2017. Từ 2010 đến 2017 nha. Đấy. 641. Màu xanh đẹp anh em. Con này màu xanh đẹp nha.
Rồi nhận sạc ok luôn em. Đây pin của em đây. Nhận sạc ok anh em nha. Rồi em chỉnh cảm này cam rồi. Có rác lên nè. Ok nha. Câu này anh em về xài nè. Vệ sinh sạch sẽ quan phát là mình dứt thôi. Rồi 641 anh em nha. Con này chịu mốt nha, màu xanh đẹp lắm. Đấy, màu xanh đẹp. Đầu 641 rồi, máy pin sạc robot 11 115. Đó, 1.100.000 đấy. Robot 115 1.100.000 anh em nha, 1.100.000 dành cho em nó luôn. Đấy, robot 115. Ok anh em ơi. Đấy. Bánh xe đồ nghiêm chỉnh hết. Rồi máy bên sạc anh em nha, robot 115. Đồ 6 ít thôi, được rồi. Hôm qua đồ 8 rồi. Con này 654 anh em ơi. 654 đời 2016. 654 mà nó có lúc này ta. 654. Từ từ để em coi. Chổi. Hết chổi luôn nè. Từ để kiếm cái chổi ha. Để lấy cái chổi hai cạnh anh em ơi, bỏ vô thử nó quay hay không thôi. Anh em về mua chổi bỏ vô nha, chổi về nhà em giờ coi như về không kịp luôn rồi. Anh em mua một máy anh em đặt lần 5 cái chổi không. Cứ một máy anh em đặt 5 cái chổi là em mua chổi không kịp đâu anh em ơi. Bữa em đặt mà shop trên Shopee mà shop người ta coi như cũng hết chổi luôn. Em bó tay luôn. Con này chạy cũng ok anh em ơi, đợi coi tưởng hút như thế nào á. Đường này đúng số nè. Ra đây kìa. Rồi được rồi. Đây anh em, robot 106 này, pin của anh đây. Đấy. Rồi con này đời 2016 nhưng mà nó cũng không có bị chạy hơi nhiều anh em nha. Con này robot 116. Rồi con này để cho anh em 1 triệu nha. Đấy, 1 triệu bao ship giờ cho anh em. Đấy. Không chổi nó bị hư anh em nha. Robot 116 1 triệu luôn. Đây. Robot 116 1 triệu anh em ha. 654 nha. Đấy. Okay. Còn có cục rác này để em bỏ ra. Rồi 654 1 triệu luôn. Rồi ok, máy pin sạc anh em nha, đầy đủ nha. Robot 116 1 triệu dành cho em nó, máy pin sạc đầy đủ. Rồi qua đầu 8 đi nè, đầu 6 còn con nữa. Được luôn. Con này mất hộp rác, mất bánh xe luôn nè. Ngón chạy nha. Anh em lấy phụ tùng này nè. Hấp pin làm sao giờ đốc luôn nè. Bật chế độ giờ đốc luôn nè. Con này đời 2015 cục pin này hết rồi. Đấy. Pin này hết rồi nè. Đấy. Tự giờ đốc luôn. Ra. 2015. Rồi máy thì sống đây nha.
anh em mất cái vành bánh xe mòn này, đầu 622 nè. Đó. 622 anh em. Đấy, em bán như thế này đi luôn anh em ơi. Máy không pin, không sạc. Đấy, nó chỉ là cái thân máy thôi. Sạc luôn anh em. Đấy, anh em về lấy phụ tùng hoặc là anh em dọn cũng được nha. 622. Con này. Đây. Bánh xe thì nó mòn rỉnh rồi anh em nha. Con này bánh xe nó mòn rỉnh rồi nè. 622. Rồi, để cho anh em con này 350 nha, 350k. Mã robot 117. 350k. Rồi ok. Cho anh em về nghiên cứu. Anh em dọn ha. Đấy, máy nó chạy vậy đó. Không pin không sạc luôn em, chỉ có là một cái xác thôi. Một cái xác như thế này thôi, robot 117 350 luôn. Rồi tiếp tục con này robot 118. Con này đầu 880 nè mà, con này đây. Victor lời luôn em bỏ chỗ mới vô anh em nha. Con này 880 nè. Đấy. Tulo. Hơi dơ tí anh. Tulo đi dơ. Giờ vệ sinh lại cái nào mà. Ôi cha. Ui. Để cho nó chạy nó vàng hết rồi nè. 880 2014. Nút đẹp ha, ngày giờ chỉnh phút giây cho này, chỉnh cơ này nè, cái này nó dính ấy thôi, nên về vệ sinh qua là được. Đấy. 880 anh em ơi. Con này hình thức nó còn đẹp nè anh em, màu đen xám. Màu đen xám nha. Màu đen xám. Đấy, máy pin sạc anh em ơi, đầy đủ. Đấy, chạy ok rồi, để em coi em kiểm tra thử cái hộp rác nó như thế nào. Ui da. Từ anh em ơi. Con này nó còn mới tinh luôn nè, anh em coi nè. Điều rác hơi nhiều nữa. Nó kẹt như thế này nó hút không có được nên con này phải test lại nha. Đấy, nó kẹt rác hơi nhiều nha. Từ. Giá mang thì ui da, từ từ. Hút cái gì anh em? Bột cưa không à? Đó. Kiếm cái gì hút này để nó bụi bay á. Đây. Một cưa mà nè. Nè, nó có hút giấy vô này mà điều nó không vô được anh em ơi, nè, giấy nè. Giấy của em nè, đó. Rồi cho chân chu vô trong cho nó chạy lại nhé. Mấy con này giá trị nó cao anh em.
Rồi, ok đó. Thử nó có vô không? Có anh em nha, đó. Có, ok. Nhưng nó bụi lắm, nó còn trong này nữa anh em. Rồi, rulo kinh hết. Ok nha, con này 880 con này nè. Đấy. Anh em chỉ cần về giờ vệ sinh phát là giết tôi lời luôn. Rồi. Nhận sạc đầy đủ rồi, con này để cho anh em 1750 nha. Đó, robot nữa. Để coi cái màn đi lần nữa nè. Rồi, robot 118. 118. Rồi con này 1750k bao ship cho anh em nha, đầu 880 này đầu đẹp ok luôn đấy, 1750k dành cho em nó luôn, bao ship bao vận chuyển anh em nha đấy. Này vít tôi lời luôn. Ủa cục pin của nó đâu rồi, ở đây đây đó. Rồi 1750k nha. Rồi tiếp tục học quên 118 1750. Rồi tiếp tục con này 119. Đây con này thì nó là đầu 890 nè, con này nó cũng hơi chạy tí xíu ha. Đấy, cho nó chạy trước, cái nút này nó cũng con này có kết nối wifi này nha. Đó, có kết nối wifi. Anh em giờ tự kết nối cho em ơi. Anh em chạy hơi bị cà tưng anh em. Con này chạy hơi bị cà tưng nha. Đấy, con nó chạy kìa. Nó chạy như là kiểu tua nhanh anh em. Con này chạy cà tưng. Đây, pin của nó đây nè. Bên em chưa sạc luôn nè. Rồi, con này sóng thì máy thì chạy rồi đó. Con này bắn sát luôn đi nè. Này chạy cà tưng rồi, bắn sát luôn. Đó. Nhận sạc bình thường em ơi, đó, nó nhận sạc bình thường, bán sạc luôn nha. Rồi con này 119 chiều 700k, chạy thì chạy, đấy, mã robot 119. Chạy thì nó chạy anh em nha, nhưng mà nó hơi bị giật. Đấy, bánh xe Ruro, nói chung là rin đét đẹp hết nha. Đấy, đang pin ở trong là pin mới thôi, bánh xe nè, 890 có kết nối wifi. Đấy, rồi 1.700k. Anh em về dọn ha, hả? Triệu 7. Rồi đây. Đấy. Rồi mã 119 1.700k dành cho em nói nha. Ok đi luôn. Rồi nghĩ sẽ uống nước xíu. Rồi tiếp tục đi anh em ơi, thì con này bị chạm mặt tắt mát này anh em. 880 nha. Đấy. Luro Rin. Đấy, em có thay con nào qua con nào đâu anh em. Đấy, ví dụ như mà cái con mà nó chạy á thì cái Ruro này nó đẹp hơn thì em cũng có thay qua nha. Đấy. Có sao đâu vậy đi. Con này nè. Đó. Chạy nè. Nó chạy mà nó kêu anh em nha. Chạy êm nhưng mà cái ở trong nó kêu. Trong nó kêu. Trong nó kêu á. Con này ở trong nó kêu. Đấy, nó kêu anh nghe không? Nghe rõ luôn đó chứ. Vô đó sao mà vô. Chắc nó không hút được luôn em. Vẫn sạc được bình thường anh em. Đó. Nhưng mà nó kêu. Đó. Rồi. Nút dàn nút đẹp nha. Đấy, dàn nút đẹp, Ruro chổi chiếc rồi ok hết á.
Đấy, nhưng mà nó chạy nó kêu nha. Đó, nó không hút rác được luôn. Nó không hút rác được luôn nha. Rồi, con này không hút rác được. Đấy, máy pin sạc chạy thì chạy được, giờ nó sạc được, không hút rác được, chạy kêu luôn. Rồi, con này sát 1.200k đầu 880 luôn em nha. Đó, 880, 1.200 dành cho em nó luôn. Rồi, con này robot 120. Robot 120. Rồi, 1.200k bao ship cho anh em sát luôn em mà. Đó, 1.200. Ok anh em nha, 880. Đó, như thế này thôi, máy pin sạc đầy đủ. Đấy, full. Nút đẹp. Nói chung là hình thức đẹp á, nhưng mà nó kêu này. Rồi ok, 1.200k. 1.200k anh em nha. Bắt đầu robot 120. Đó, 1.200. Rồi tiếp tục. Đây, em lên đây con iLine nè, iLine. Chổi gãy một chổi rồi nè, gãy một chổi nè. Con này nó là đây, còn giá đây luôn em ơi. V3 Pro, bánh xe là ok nha. Con này bánh xe ok. V3 Pro. Đây còn giá luôn em. Con này còn giá hết nha. Giá là giá. Giá bên Nhật nhưng mà bây giờ là giá với chai rồi nè. Giá lúc đó là giá Nhật thôi, còn giá với chai rồi. Đấy. Nhận sạc anh em nha, à, để em thay pin cho anh em. Đó, nhận sạc bình thường. Highlight. Đó. Rồi, để em thay. Ủa, pin đâu thấy. Con này phải để sạc anh em ơi, phải để sạc nó. Rồi, con này thì em chưa sạc nó đâu. Con này nó cũng khá đắt tiền anh em ơi. Đấy. Rồi, em để cho anh em con này hên xui nha. Đấy, còn máy đợi em sạc chút xíu đi. Nó kệ đi. Để cho nó qua kia cho nó nằm chút xíu đi. Hên xui giờ nó con em sống làm sao chết một cái nó còn khổ nữa. Đấy. Rồi con này 10V8. Để sạc của nó không? Con này cục sạc thì để 20V. CH30. Không phải sạc cho nó đâu. Lộn rồi. Mấy con debot này không phải sạc của nó đâu. Đi. Không phải sạc của nó đâu. Tắt. Để bóp này để em kiếm cho đúng sạc nó mới dời được đó nè. Chứ còn cái này nó mới dời đâu. DBA. Ốc yết nó còn rin lên nè mà. Đấy. Xíu à. Đây. Rồi. Con này chạy lui nè em ơi. Chạy lui nha. Đấy. Chạy thì chạy rồi đó, nhưng mà chạy lui nè. Đấy, nó chạy lui nè. Họ tới rồi đó, họ lui. Tới cái lui cái. Rồi chạy lui nè. Con này chạy lui nha, coi thử về đốt sạc thì nó về được không. Hình thức đẹp. Chạy lui. Rồi ok. Bó tay nè. Đấy. Nhận sạc thôi. Rồi ok, nhận anh em. Nhận. Vẫn nhận sạc bình thường nha. Đấy, DBA. Rồi con này sát cho anh em 6.5 luôn nha. Đấy. 650k. Robot 1 21. Đấy. Máy pin sạc. Robot 121 6.5. Đấy, 6.5 anh em nha.
sát luôn. Đấy, anh em về nghiên cứu dọn. Đấy, em không có đụng chạm, không có dọn gì đâu anh em. Đấy, lên con nào chạy bán con đó thôi. Robot 121 6.5. Tiếp tục con này robot 122. Elfie, con này mặt gương anh em ơi, màu đen. Con này màu đen. Không có chổi nữa. Đấy. Con này nó không có chổi. Rồi. Không bình luôn. Đẹp, không chổi, không pin. Vẫn chạy nha, con này đẹp không chổi không pin nhưng mà chạy. Đẹp không chổi không pin nhưng mà chạy nè. Chạy cũng khá là ok đó, không chổi không pin. Rồi, không hút được luôn em nha. Đó, con này không hút được luôn, chạy không chổi không pin, không hút được. Ok, máy còn sống anh em nha, nhưng mà nó không chổi không pin, không hút được. Rồi để em con này. Xác luôn anh em, về dọn nó lại luôn nha. 11S anh em nha, 11S. Không chổi không pin. Không pin nó vẫn lên bình thường anh em ạ. Elfie đẹp lắm, không chổi không pin, máy chạy nha. Rồi 700k bao ship về cho em nói nha. 700. Đấy. Robot Vac 11s, Robot Vac 11s. Rồi máy chạy không chổi không pin nhưng mà cũng không hút được luôn. Rồi con này robot 1 2 3 2 2, robot 122. Đấy, 700, máy chạy được anh em nha, chạy ok luôn á, nhưng mà nó không hút, máy đẹp lắm. Đen rồi. Elfie thì nó đẹp rồi. Rồi robot 122 700 dành cho em nó luôn. Chạy rồi nè. Nó sạc xíu chạy nè. Ok đó. Rồi chạy xíu. Rồi cho đi giờ lại luôn, chạy xíu giờ lại hết pin rồi. Chạy xíu tự mò đường, mò đường về anh em à. Đó, hết pin rồi, cho tự mò đường về rồi. Con này không có pin test đâu, pin xíu xíu rồi. Xấu xỉ nữa, 600k nha, I like. Đấy, ok nha. Đấy, tự biên tự diễn luôn à. 600 nè. Rồi robot 123 600k. Đấy, robot 123 600 anh em về tự sạc cho em nha. Điện 220 á. Robot 123 600. Con này giá nó cũng hơi cao anh em ơi, nhưng mà mấy con này thì em giờ coi như hàng em số lượng rất là nhiều cho nên là cho đi hết anh em. Đấy, robot 123 600k dành cho em nó luôn, dòng phân khúc coi như là giá ok cho anh em xài bình dân anh em ạ. Robot 123 600.
Đây, tiếp tục con E5 nè. Đây. E đầu 5. Đấy. Con này rulo đẹp. Bởi vì sao anh em? Bởi vì sao rulo nó đẹp? Bởi vì nó là rulo mới. Con này nó không có pin đâu anh em nha. Đấy. Đó, nó không có pin đâu. Bình này bình đóng rồi nè, bình này bình đóng. Rồi. Đây, em còn cái cục bình E5 kìa. Đó. Còn bình E5 nhưng mà em sạc nó không có chạy được anh em nha. Em sạc nó như bữa em sạc rồi nó không có chạy được. Này em cũng bỏ vô luôn cho anh em luôn, giờ anh em làm gì anh em làm. Cái này thì cái kích nó lên cái nó mới chạy, nó mới lên nguồn được. Riêng mấy con E5 này. Chờ nó lên cái nè. Đây anh em ơi, đó. Bên E5 nè. Rồi, phụ kiện kèm theo một cái đầu mod đấy. Đó, một đầu mod iRobot. Có pin này, pin gấm ồm rồi nè. Rồi, anh em về mua pin giờ bỏ vô test nha. Anh này tường ảo cũng vậy. Tường ảo này cũng vậy. Anh em về tự bỏ pin vô test cho mình. Kích cái nó lên nó mới chạy được anh em. Đấy, cái rulo này nó hơi kêu một tí xíu anh em nha. Rồi khung nó sao êm lại hả? Nhìn phần lời của nó đây nè. Con này nó có kết nối wifi nha anh em nha, nhưng mà anh em về tự kết nối giùm em chỉ test máy thôi. Rồi sạc luôn. Coi thử chừng nào nó dời nè. Đó, dời rồi đó. Đấy. Ok nha, đây, phụ kiện đó. Máy, pin, sạc. Có chỗ anh em nha, con này mở chỗ mới cho anh em ha. Rồi, con này chạy nó hơi rào rào một tí xíu, rồi để cho anh em con này 2 triệu luôn em ơi. Đấy, robot 21 24 đấy, robot 124 2 triệu. Mà anh chạy nó hơi rào cái rulo anh em, rồi xử lý lại ha. Đó, ok nha, quá ok luôn. Giá bao ship mở cái chung đây, chỗ mới cho anh em nha. Đấy, bỏ chỗ mới cho anh em luôn, gắn luôn. Đường nào mai nó cũng đi rồi nè, mà tầm giá này đường nào mai cũng đi thì chắc luôn. Ok nè, mà nãy giờ nó hút rồi, mà hút được luôn nha. Đây nè, hút được luôn rồi. Con này nó hơi dò xíu, anh em giờ vệ sinh lại luôn đi. Rồi, đây quân bộ nè, đó máy pin sạc ở đây nha. Robot 124 robot 124 2 triệu như thế này đó. Rồi,
có con này nè. Rồi từ đây con 133 này đi kiếm sạc cho nó ha. Để em đi kiếm sạc cái anh em. Rồi đây anh em, em còn con sáp đây nữa nè. Coco Robo, đó, V95 luôn em nha. Con này V95. Đứt dây sạc rồi. Này nó bị đứt dây sạc rồi anh em. Sát anh em về tự nghiên cứu luôn ha. Thì con này nó có cái đầu mốt nữa nè anh em. Đó, đầu mốt của sáp này. Anh em về bấm thay pin vô nha. Đây, anh em thay pin vô. Đấy. Thay pin vô anh em. Rồi. Đây, đời 2015 anh em nha. Con này đời 2015. Sáp Coco Robo đời V95 này em nghiên cứu là nó rất ok nha. Đấy. Có tiếng cô gái Nhật đồng quạt. Đấy. Đây, bánh xe nè. Đấy. Bánh xe nó không bị bởi anh em nha. Bánh xe này không bị bởi. Mướt. Đấy. Đây, đời 2015. Đó. RX V95 AN. RX. Đây, đời 2015. Đứt dây sạc rồi anh em ơi, anh em về đấu lại giúp em ha. Rồi, có đầu mốt có đầy đủ luôn nha. Rồi, em này đợi cho anh em 580 nha. Đó, 580k sạc luôn, không có sạc anh em ơi. Đó. Robot 1 2 5 Robot 125 đó, 580 đấy, Coco Robo sáp V95 đấy. Sáp V95 anh em nha, đấy, hình thức cổ ok luôn nè. Đấy, đời 2015. Rồi. Này có sạc luôn nè. Robot 125. Đấy. Ok, đấy, đó là như thế này anh em nha. Đấy, 125. 5.8. Rồi, tiếp tục. Đây con này bờ Rava đây nha. Đấy. Đấy con này. Con lâu nhà anh em nha. Đấy. Sạc điện 220. Đấy. Sạc sóng nha. Con này. Chiên lâu nhà anh em ơi, có tường ảo à. Nó về sau mà bán vậy nè, đây có tường ảo có pin trong đây luôn nè, em coi thử còn sống không, có pin nhưng mà pin nó xếp rồi nè bà, anh em về tự test nha. Đó. Đó. Lâu nhà. Đó. Nè, quét này nè 390 nè nha, con này là cũng 390 Victor lời luôn đó. 390 đây cái đối này bánh xe nè 390 nè, đây nè Brava 390 ok. Đây là cái gì á, cái miếng gì nè anh em về xài anh em ha. Đó đây sạc sạc vô nè bình tĩnh đấy là ok. Con này $900k anh em nha. Đó, robot 126 900. Robot 126 900k. Một bộ nó như thế này anh em nha, máy và sạc và một cái tường ảo. Đấy, một bộ như thế này, robot 126 con này chiên lâu nhà anh em. Rồi, anh em giờ nghiên cứu sử dụng nó nha. Em con này thì em không biết tư vấn cho anh em sao luôn á. Em chịu con này á. Đó. Robot 126 900. Rồi, ok đi luôn. Rồi tiếp tục cũng là nó luôn nè, con này nó hơi bạc nhiều hơn tí nè nha. Đấy. Đây, con này nó hơi bạc nhiều hơn tí. Không có tường ảo nè nha, sạc vẫn vô bình thường, sạc điện 220. Đấy, sạc điện 220. Rồi. Đấy, chạy nè. Này quét. Con này thì nó hơi cái màu nó hơi bạc anh em nha, hơi bạc nhiều một tí. Rồi. Máy thì còn sống anh em nha, còn cái nút này em bấm không được nè. Rồi được rồi, được rồi. Được rồi. Nút cũng được anh em nha. Rồi ok, ba nút em đều bấm được hết. Đấy. Không có tường ảo anh em nha. Đấy, vô sạc
Rồi em này nó hơi bạc nhược tí xíu nha, 600 nha. Đó, còn này hơi bạc nhược tí xíu để anh em 600 đi. 600k robot chiên lâu nhà nè. Đây miếng gì nè. Đấy, con này 380G. 380 nha nha, 600k robot 127. Robot 127. 600 anh em nha, con này robot 127 600k. Rồi không có tường ảo anh em ơi, robot 127 600 dành em nó luôn. Rồi ok đi luôn. Và tiếp tục còn con Zinlin gì nữa nè, nó cũng sẵn nè. Zinlin cá cái file nha. Rồi con này không có pin luôn anh em ơi. Đó. Con này nó không có pin. Mà nó có wifi, để em coi thử có pin nhét vô không. Pin 2 chấu, 3 chấu đâu rồi. Ủa, có pin gì đâu, đây. Có nè. Đấy. Con này không có nắp pin, đó, nhưng mà có chổi đầy đủ nè, chổi đẹp nha. Con này chổi đẹp, bánh xe cũng ok luôn. Đó, có wifi luôn. Smart mà không có nắp với lại không có pin anh em. Không có nắp với không có pin nha. Còn chui vô nó quét nó luôn rồi. Đấy. Chạy ok luôn, có wifi luôn em ơi. Đây đốc sạc đây. Rồi. Nó có những cái chung cửa đây. Hút được luôn anh em nha, đó. Đi ngang hút giấy luôn nè hả, giấy thuốc shopping nè. Rồi em gắn lên cho nó có sạc không nè. Zinlin này, Zinlin. Rồi con này nó mất nó sạc bình thường anh em ơi, nhưng mà nó mất nắp lại không có pin. Rồi con này sạc cho anh em robot 128 650k bao ship cho nè, về anh em kiếm nắp lại cái cục pin bỏ vô ha. Đóng cục pin bỏ vô thì đóng cục pin đơn giản rồi. Đó, anh kiếm cái nắp mua hơi căng nè. Đấy. Hoặc là anh em đổ chới cái nắp nó vô nè, nắp. Đấy, đổ cái nắp vô dàn ấp lại nè. Đấy. Thì mặt dưới thì ngoài thấy đâu. Đấy. Ok ha. Đấy. Màn hình cũng ngon lành gần đầu lắm nhưng mà mất cái nắp rồi. Rồi, robot 128 650 anh em ơi. 650k dành cho em nó luôn. Đó. Robot 128 650 xác luôn. Rồi. Hôm qua anh cười coi con banana này nó chạy chưa em, sạc tí xíu. Rồi đây, lên nguồn luôn. Rồi tiếp tục là một con Panasonic đây. Sạc điện 100V anh em ha. Đấy, RS200. Ồ sạc lên nó không chạy ta. Đấy. Con này RS200 anh em. Báo lỗi rác dơ. Con này báo lỗi rác mà rác nó bị dơ tí xíu thôi. Chưa chạy được nè. Nó cũng lên người anh em ơi, nhưng mà nó không chạy. Má ơi nó dơ. Nó dơ anh em ơi. Nó chạy vắt dặn búi xua cào luôn. Đó. Nó chạy được một xíu anh em mới sạc pin được tới xíu luôn, chắc được 50 phút vậy đó. Đấy, nó chạy kiểu yếu anh em, yếu pin đó. RS200 nha, con này con RS200.
Đấy, chạy được rồi đó. Cái này đời 2017 RS200. Còn một chổi, nó còn có một cái chổi thôi anh em, còn một chổi thôi. Đây, đây nó hút được một miếng giấy anh em ạ. À. Rồi con này anh em về dọn nó lại luôn ha. Đấy. Nó đến U23 vậy đây. U xong rồi số 2 xong rồi số 3. Đấy. Vẫn chạy bình thường anh em nha, RS200. Rồi. Bấm thử cho nó về được không ta? Bấm về nút này. RS200. Rồi con này anh em về dọn lại nha, mất một cái chổi rồi. Đó, RS200. Rồi con này mã robot 1229. Robot 129. 750. Đấy. Bao phí vận chuyển về tới nhà cho anh em dọn lại ha. Thì nó cũng hơi chạy anh em nha, máy pin pin rin, sạc rin. Đó, nó máy cũng rin luôn. Nói chung là cái gì cũng rin hết. Đây nè, hơi chạy ngay đèn mí. Rồi RMC RS200. Mắt mũi thì có, bánh xe thì còn lại một cái chỗ còn lại một nấc. Đấy, đời 2017. Bana sạc điện 100V nha, quên sạc điện 100 anh em. Đấy, em mới sạc được 10 phút 50 phút gì đó là nó vô chạy á. Rồi, con này robot 129 750K dành cho em nó luôn. Đấy. Rồi ok anh em nha. Rồi, ra luôn. Rồi, để em đi xuống em tìm sạc tiếp anh em ơi. Rồi tiếp tục em lên mấy con cỏ này cho anh em về nghiên cứu nha, để được học ha. Đấy, thì con này nó như con đồ chơi với anh em. Nói chung là nó nhỏ, nó mỏng anh em ạ. Đấy, có cái chổi nè. Đấy, em gắn điện cho thử nó ra làm sao vui lắm. Em không biết là nó cái kiểu gì nữa nè, học rác. Nói chung là mới tin nè, chổi chiếc nè. Này gắm đây thì không thấy lên điện nè, biết nó có motor ở trong, có pin ở trong. Đây, đây em tháo ra luôn đó, đã trải nghiệm cho trải nghiệm, em cũng muốn biết luôn, có pin đàng hoàng luôn em. Pin mặt rồi đầy đủ ha. Đây, em có bình luận nhét vô thử nó chạy sao. Từ từ tháo cái này ra. Rồi, ok anh em. Đi về mình trải nghiệm đi nha. Cỏ thôi, không có gì hết. Có pin bọn màu vàng. Rồi con này nó nhẹ ồm à. Rồi, con này anh em vui vui 100k anh em nha. 100.000 thôi. Đấy. Rồi robot 130. Robot 130 100k bao ship cho anh em nha. Đấy, anh em về trải nghiệm nha, sống rồi. Đấy, tiếp tục con này, con này không tháo pin được anh em nha, con này tháo pin không được, con này nó vui lắm, tháo được em tháo em test cho anh em luôn. 19 luôn. Con này không lên pin luôn nha, không lên pin luôn. Không lên được nè. Không dây này cháy rồi. Đúng rồi. Okay. Để đổi dây khác rồi. Chơi miếng cỏ này giờ khuya rồi nha, rảnh rảnh chơi miếng cỏ này vui. Lên em, đó lên. Lên pin nha. Là nguồn nó vẫn còn sống thôi, nhưng mà máy chạy không là chưa biết đâu nè. Đấy, con này 18V.
nguồn thì vẫn còn sống thôi. Rồi anh em đợi 2 phút để chơi con này trước đi. Đấy, con này xác cho anh em luôn nha, đẹp lắm, hình thức vẫn còn mới đó, turbo clean, máy sạc có đầy đủ, máy sạc có đầy đủ nha. Này ui xíu xíu một tí quốc à, điện 100V này, gắn cắm anh kìa, điện 100V này nè, adapter 100V bên điện miếng ở đây. Lên hả? Dây sạc nó không lên nha. Này, em rút cái này ha. Để em đổi con dây 200V vô là nó được rồi nè. Đấy, ok ha. Rồi, gắn vô một cái là nó lên cái tiếp thôi. Rồi, con này đấy, lên rồi, lên rồi. Rồi để cho anh em giờ trải nghiệm luôn, 280k bao ship cho anh em ha, turbo clean. Đấy, cái này cỏ thôi. Đấy. 280 nha, bao ship cho anh em. Hình thức còn sáng lắm, sát luôn em nha. Rồi con này robot 130k. Rồi, bao ship cho anh em, không có đốc sạc cho anh em nha. Đó, nó không có đốc sạc nhưng mà không có dây. Rồi, 131 280 luôn. Robot 131. Đây, nó đây. Chạy vô. Không biết công tắc nó nằm đâu luôn. Rồi, con này để cho anh em 100k đi. Robot 132 100, đấy. Bao ship cho anh em nha, 100 em về trải nghiệm hơn, lên điền nha. Là nó còn một người trong đó. Rồi, tiếp tục con này. Tắc kèo hoa, tắc kèo quang. Đây, tắc kèo quang. Nhận sạc anh em nha. Con này nhận sạc nè, đấy. Con này nhận sạc. Đây, test luôn cho anh em. Con này không có pin anh em ạ. Rồi. Con này nó không có pin. Cái pin này pin 4 cháu. Thôi. Pin 4 cháu đây. Đó luôn, đó, bình 4 cháu nè. Coi thử chạy không nha. Tắt kiểu quang. Chạy. Thôi ông. Ông chạy tàu lao rồi nè. Ngán ổng thiệt. Đấy. Rồi con này không có pin, đưa đây còn con nữa nè, test được bán nguyên cặp luôn em, về thì dễ sửa chữa nè, có sạc luôn nè, có sạc luôn. Rồi, một con, con này con thứ hai, con thứ con này chạy sau. Rồi, đứt dây luôn em à. Đó. Rồi ok, con này hai con không pin, một đốc sạc anh em. Hai con lần luôn nha, không pin một đốc sạc. Rồi chạy tàu lao để cho anh em là hai ba món tổng cộng. Đấy, ba món tổng cộng 400k bao ship cho anh em ha. 1 2 con này chạy tàu lao, con này chạy. Rồi 350 nha. Đó. Đây, có luôn. Đấy, anh em giờ mua tôi bỏ vô ha. Đấy. 350k. Anh em vừa mua adapter bỏ vô anh em nha. Robot 133. 350 cặp luôn anh em. Đấy, một cốc sạc nha. 350 cặp cốc sạc bao ship cho anh em. Rồi ok chưa anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em. Này vui lắm. Sạc mấy giờ?
rồi xong rồi nó chạy. Học rác rồi cũng nghiêm chỉnh lắm nè. Có công tắc nó không chạy nữa nha. Đấy, bật lên cái là nó chạy, đáng lý bật lên cái là nó chạy, giờ nó không chạy. Rồi. Không chạy. Con này không chạy nha. Đấy. Không chạy. Rồi, anh em mua về mua ốc sạc bỏ vô luôn. Đó, có đới sạc luôn đây nha. Rồi robot ha. 1 3 4 sạc được nhưng mà nó không chạy nha. 200 đi anh em. Đấy. Một bộ này 200k anh em ơi. Đó. 100k robot 134 200. Ok anh em nha, robot 134 200k. Rồi, đi kiếm con 135 này nghỉ. Rồi anh em đợi em xíu nha. Rồi, tiếp tục anh em ơi, con cuối cùng. Đấy. Test con này cho anh em về trải nghiệm luôn ha. Vọt bạch phá phát luôn nè. Có pin nha. Đấy. Con này có pin mà không có sạc đâu nè, tắt kiểu quan. Test cho anh em coi thử sống chết nha. Rồi con này là con cuối cùng. Chạy anh em ơi. Đấy. Giờ phi rồi, giờ em đi soạn hàng mai đóng cho anh em nữa. Chạy. Ok, chạy nha. Đó. Bao sống nha anh em. Rồi, bao sống anh em nha, con này. Đó, con cuối cùng 200k bao ship cho anh em ơi. Đó. Có pin rin anh em nha, đấy 200. Tắc kè quang 200k bao ship cho anh em. Rồi, robot 1435 200. Rồi, kết thúc chương trình anh em ơi. Đó. Rồi, sáng tối ngày hôm nay. Em xin kết thúc video ở đây. Rồi chúc anh em một buổi tối ngủ ngon ha. Hôm nay về video đúng 2 tiếng luôn anh em. Rồi em xin chào tất cả anh em ha. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.